Đàm Tùng Vận, Dương Mịch và Giản Mỹ Nhân hoa ngữ ăn gian tuổi. Xuất hiện trên thảm đỏ trường quay hay những giờ sau khi tan làm, dưới góc kính chụp vội của người qua đường thì những mỹ nhân hoa ngữ đều đánh giá nhan sắc xinh đẹp cùng một gương mặt trẻ trung hoàn toàn đến khó tin. Còn những diễn viên này đã gần 44 tuổi nhưng dưới con mắt của khán giả, họ thực sự trẻ đến nỗi phải thốt lên rằng ăn gian tuổi tác là có thật. Thứ nhất, Dương Mịch. Sở hữu một lượng người hâm mộ cực lớn, Dương Mịch là một trong số những mỹ nữ rất được yêu thích trên màn ảnh hoa ngữ. Nhan sắc cùng với vóc dáng đỉnh cao của cô nàng ở tuổi 30 năm, bà mẹ một con rất trẻ trung và quyến rũ. Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh lúc tan làm, khiến fan phải ngẩn ngơ trước tuổi tác của mình. Mái tóc búi cao, làn da sáng cùng sự rạng rỡ trên gương mặt. Người đẹp tam sinh tam thế khiến nhiều người tin chắc rằng nàng Bạch Thiển đang ăn gian tuổi tác cực đỉnh bởi nhan sắc ngày càng ngọt ngào, sắc sảo và vô cùng cuốn hút. Thứ hai, Đàm Tùng Vận. Nếu không quá quen thuộc với Đàm Tùng Vận thì rất nhiều người lầm tưởng cô nàng vẫn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Được biết đến bằng những vai đậm chất thanh xuân vườn trường, nhí nhảnh và vui nhộn bởi gương mặt rất hồn nhiên ngây thơ và trẻ trung, nữ diễn viên đã bước qua tuổi 30 nhưng lại vào vai những cô học trò cực ngọt mà không hề mang đến cảm giác giả dặn. Không những thế, ngoại hình nhỏ con, gương mặt mũm mĩm cùng với đó là sự vui tươi rạng rỡ trên khuôn mặt khiến khán giả quên đi tuổi tác thực của cô nàng. Vì thế khi kết hợp cùng đàn em cách biệt nhiều tuổi như Ngô Lỗi, Tống Uy Long, Trương Tân Thành, Đàm Tùng Vận vẫn mang lại phản ứng hóa học vô cùng tuyệt vời, tạo nên thành công lớn cho các tác phẩm mà cô góp mặt. Lý Băng Băng. Dù không tham gia vào các phim trong những năm gần đây nhưng Lý Băng Băng vẫn thường xuyên xuất hiện trên các show truyền hình. Với những hình ảnh vui nhộn, người đẹp 44 tuổi khiến nhiều người phải ngỡ ngàng trước nhan sắc thật của mình. Sự trẻ trung vui tươi và có phần năng động ngày càng giúp mỹ nhân lão hóa ngược trong lòng người hâm mộ. Mới đây trong lần chụp ảnh bìa tạp chí cùng Triệu Lệ Dĩ, nhiều cộng đồng mạng phải ngất lên xỉu xuống về vẻ đẹp 19-10 với đàn em. Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện hay quảng bá nhãn hiệu. Triệu Lệ Dĩnh ngọt ngào và xinh đẹp đến khó tin ở tuổi 34. Gương mặt tròn nhỏ nhắn cùng làn da căng bóng không tì vết giúp mỹ nhân họ Triệu thực sự ăn điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Thậm chí mỗi góc máy của người qua đường từ chính diện cho tới góc gần đều chuẩn chỉnh, chẳng cần phải qua Photoshop. Nhiều người còn suýt xoa trước vẻ đẹp đúng chuẩn mẹ một con trông mòn con mắt của cô nàng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!